bấy tới tuần ban video thay thay xôm chốt subscribe rút chốt xin nhà rút cân đằng xôm ọc cùn xin lỗi channel sẽ lệ hao nhóm miền trong ngõ co miền sầm nô đai bè đại khi nhóm miền rầm lõ nhóm tan tan đó sẽ làm hạt trái những thưa vài sen tiệt bàn tại bè đại khi nhóm mình miền rầm lõ vinh ở vây cực khi nhóm mình trong thưa đai khi nhóm ở miền khăng nẹt ná rước cực hội trận nô tề tại miền rầm bài ni rồi hột hai đầu vây ban chưa chấm nẹt đằng rồi bọc khi nhóm tan tại plap đồ rồi hột chăng bà chấm nẹt đằng rồi bọc dương với ở plap đồ tề tại đời xa tại ở rầm rồi bọc dương với plap đồ đó rầm rồi bọc dương plap đồ tới vì chỗ bình chăng ở khơi thả bề khá chậm nét đường rồi bao dương phò láng bề khá chậm nét đường rồi bao dương việc bỏ máu bề khá bỏ sò bề khá phò láng bề khá lấp từ vĩnh bạc chậm nét đường ở prai prua đi bạn đã chết rồi bao dương prai prua hay chết rồi bao dương prai prua à rồi bao dương prai prua mà lo na đẹp ôn miên chậm ngót hay miên sầm nua mà nuôi chỉ trán miên chậm ngót tại ăn miên sầm nua tại ôn miên chậm ngót hay miên sầm nua hãy có bàn xua đây bà ôn miên à rồi lo nếu bị đẹp ôn miệng ở rộng là ớ, cứ bị ôn tay tại đó thay bằng hai lầm hạt chân. Hãy thua với xuyên xin thích của bạn. Đối đẹp trong bạn, này dây ông bị rương ở nụ xăm bằng chân nhẹ hơi. Nhưng hạ cơ rương sổ tàng pram rộng bỏ dương, nôn bỏ rộng miệng trôl tự đó xăm bằng chân nhẹ. Xăm bằng chân nhẹ cứ chia cả lãnh để đâng nơi ở rộng. Đó đâng nơi ở rộng này, có bình chun nơi ở rộng này trôl tự nông ở nụ xăm bằng chân nhẹ thân hạ kết. Hai có miên bò rồi miên khá, mình bán bằng chôn từ khu nông ảnh nụ xăm bánh chỉ nhận thân ạ cực tế. Cứ bằng chôn từ đó ảnh nụ xăm bánh chỉ nhận thân ạ chất tại một đòn. Hình chân, nếu bê đại dương bằng chôn ảnh rộng lõ, từ đó ảnh nụ xăm bánh chỉ nhận thân ạ chất. Cứ thưa ở dương miên chất sợ bài rồng phơm rì rì. Nếu bê đại dương miên chất sợ bài rồng phơm rì rì, cứ chất rồi bao dương ní, viết bằng cát nơi rụp ảnh rộng lõ lõ, bằng cát rụp hiệp lõ. Rụp hiệp lõ ní chỉ chùm nay rồi bao chất. Chùm nay rồi bao chất. Nếu bệnh đầy miên rụp hiếp căn đầy lõ, chất căn đầy miên tham mập bồn. Đó chất căn đầy miên tham mập bồn, việc bài xa tham mập bồn đang ở nâng, bênh sắp xa được biên cài được bao dương. Việc bài xa chênh màu. Nếu bệnh việc bài xa chênh màu sắp xa được biên cài được bao dương, việc có bài xa trôi được nông khu của bà được bao dương đây. Hay việc có bài xa trông cắt tam xa xay bà sát được bao dương đây. Nên hãy hãy để bằng dương ngụy đế. Dương ngụy đế mau bị ả rộm được bao dương. Sau ấy, màu bị tham mà bôl chất bao dương sau ấy. Hơi sau ấy đó xa vì miên chít kì mì. Nơi trong khu của bà lắng bình chênh xa là thiệt kì mì để thử ở dương ngụy đế. Ngụy đế phong kết bình chênh phong. Rư có ả rộm thun thọp phong. Tại ả rộm tặng ổn ni vì trợ bàn rùm lì đó xa ấy. Vì trợ bàn rùm lì vinh đó xa chất rồi bao dương. Ôi ta tha chất dương trong khăn. Chất dương trong khăn. Cứ chất dương ní vừa bài tham mà bôl chênh màu. Bên sắp xa rồi biên cái, thưa ở riêng cái rồi bao dương chàng mùi miên cầm lắng. Thưa ở khu của bà rồi bao dương miên tham mà bốl. Khu của bà rồi bao dương miên tham mà bốl. Cứ khu của bà rồi bao dương ạ chắp vào vậy vậy bàn. Hãy khu của bà rồi bao dương miên tham mà bốl. Phần này bao dương phư chương môn, sở sai bà sát rồi bao dương ruo rồi vượt chương môn. Sở sát phóng, sở sai bà sông, xin xin phóng cứ ruo rồi vượt chương môn. Chương dương thơ mách, ở dương miên ả rộm lõ. Dương thơ mách ở dương miên ả rộm lõ. Lúc ra tại dương kích lõ lõ. Dương kết lõ đâm bây ở bò rộng miên lõ nâng thật lẽ chôl tờ khăn nông xăm panh chẳng nhẹ thân ạ chật. Nếu bây đầy dương kết miên này thật ả nụ xăm panh chẳng nhẹ thân ạ kết. Ả nụ xăm panh chẳng nhẹ thân ạ kết ní. Việc kết rương lõ vì thử ở chật tờ tùa nấu tên này lõ. Đó tờ tùa nấu tên này lõ viết bà chênh ả rộm lõ. Đó bà chênh ả rộm lõ. Ả rộm lõ dương thư ấy có sửa, thư ấy có bán, thư ấy có lõ đây. Ả rộm lõ nâng cứ ả rộm thu là hôi. Thu là hôi tiền rôn này xa xa bà sát. Thu là hôi tiền rôn này khuộc bà. Xong bây ta chia một bà dương đẹp đá nông riêng cài bà dương có vị đá lõ. Dương có bạc ngụy đế dương có bạc spức sở bồn. Chương dương bạc cát ả rộm lõ ta mẹ kết lõ. Kết ở bàn lõ lõ. Bọn thà, nếu bế đề miên ả rộm mình lõ, ta anh thử ở vầy mình lõ rồi có mình trông thử ở vầy. Vịa bạp năng ấy, nông khuôn rồi bà dương ní cử. Chất chìa mê bình chia ca thùm. Chất chia bà thiền. Chất chỉ nè trụ tra sắp bếp sắp dàng. Vẫn ta có miên lạc nạ dồn môi cử. Cả dồn khơi trâu nòm ở miên cả kết trâu. Cả dồn khơi mình trâu nòm ở miên cả kết mình trâu. Nếu bế đại dương chạp đàm dồn trâu nòm ở kết trâu, kết trâu nòm ở dồn trâu. Nhưng rô viên ả nụ xăm panh chỉ nhẹ thân ạ chất nâng ả nụ xăm panh chỉ nhẹ thân ạ kết ní. Vì dồn khơi tầm mình tầm màu.
យល់ឃើញត្រូវនាំឲ្យគិតត្រូវយល់ឃើញល្អនាំឲ្យគិតល្អគិតល្អនាំឲ្យយល់ឃើញល្អវិលទៅវិញទៅមកហើយបើយើងគិតល្អល្អឲ្យច្រើនគិតល្អឲ្យច្រើនគឺរឿងល្អល្អវានឹងកើតមាននៅក្នុងចិត្តកើតមាននៅក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងវានាំឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បាយរីករាយហើយនៅពេលដែលយើងចិត្តយើងសប្បាយរីករាយយើងតែងតែធ្វើអ្វីបានល្អគិតល្អនាំឲ្យមានចិត្តល្អចិត្តល្អនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អនាំឲ្យយើងធ្វើបានល្អគិតល្អនាំឲ្យមានចិត្តល្អចិត្តល្អគឺជាចិត្តខ្លាំងជាចិត្តដែលមានធម្មពលចិត្តដែលមានធម្មពលបាចសាចធម្មពលពេញសពសារពាង្គកាយធ្វើឲ្យសរសៃសរសងរបស់យើងយឺតរលាស់បានរវិះរវៃរហ័សរហួនកោសិកាទាំងឡាយរបស់យើងរស់រវើកសរសៃប្រសាទភ្នែករបស់យើងក៏បើកភ្លឺច្បាស់ចឹងវាជាប្រភពនៃចិត្តរបស់យើងដូច្នេះយើងកុំឲ្យធ្វើចិត្តល្អកកចិត្តរបស់យើងដូចជាទឹកមកកែវបើសិនជាថាយើងក្លុកវាឲ្យខ្វល់ទឹកនឹងខ្វល់ពេលដែលទឹកនឹងខ្វល់យើងឃើញថាទឹកនឹងល្អក់ហើយនៅពេលដែលទឹកល្អក់ធម្មពលយើងក៏រវើរវាយហើយក៏អត់មានធម្មពលប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់បង្ខំខួរក្បាលនិងបង្ខំចិត្តរបស់យើងពេកទេនៅពេលដែលយើងហត់ស្ពឹកខួរក្បាលខ្លាំងយើងសម្រាកសិនយើងសម្រាកសិនដូចជាយើងទុករក្សាទឹកនឹងកែវឲ្យនឹងថ្កល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកែវនឹងថ្កល់ទឹកនឹងថ្កល់ទឹកនឹងថ្កល់អាណាតធ្ងន់ធ្ងន់អកកល្អកកហ្នឹងវាធ្លាក់មកដល់បាតកែវអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្លាក់មកដល់បាតកែវទឹកនឹងវាថ្លាអាទឹកនៅផ្ទៃលើថ្លាអញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះវាប្រកាសជាមានរឿងល្អរឿងអំពុលចិត្តតែនៅពេលដែលយើងយ៉ាប់យឺនសរសៃប្រសាទរបស់យើងស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងសម្រាកបន្តិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្ងប់អារម្មណ៍របស់យើងស្ងប់បញ្ញាភ្លឺថ្លាបើយើងខំប្រឹងធ្វើការហួសពីកម្លាំងរបស់យើងហួសពីសមត្ថភាពនៃខួរក្បាលរបស់យើងដែលសមត្ថភាពនៃខួរក្បាលរបស់យើងវាត្រូវការឲ្យដេកគ្រប់គ្រាន់វាត្រូវការឲ្យយើងមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់វាត្រូវការឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់តើយើងបានផ្ដល់ឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនៅអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់នៅធាមពលគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើថាយើងនៅតែធ្វើការយ៉ាប់យឺនខ្លាំងពេកយើងត្រូវតែរົບពេកដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកោសិកាខួរក្បាលនឹងវាជួសជុលដេកគ្រប់គ្រាន់នឹងក៏ជាឱកាសមួយដែលខួរក្បាលរបស់យើងទទួលយកអុកស៊ីហ្សែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗដែលបញ្ជូនពីបេះដូងទៅអញ្ចឹងបើយ៉ាប់យឺនយើងត្រូវតែសម្រាកដើម្បីឲ្យខួរក្បាលមានសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យខួរក្បាលជួសជុលអ្វីដែលបានបាត់បង់អ្វីដែលបានទ្រុឌទ្រោមនឹងសារឡើងវិញហើយយើងត្រូវញញឹមជានិច្ចដើម្បីឲ្យធម្មពលរបស់យើងនេះវាជួយស្រោចស្រពទៅដល់ខួរក្បាលយើងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងមានធម្មពលយើងត្រូវថែទាំខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យខ្លាំងឲ្យច្រើនដែលចាត់ទុកថាជាសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងនេះគឺជាសម្បុកមាសខួរក្បាលរបស់យើងនេះជាប្រភពនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អភ្លាមយើងបានបង្កើតជាតិពុលមួយយ៉ាងដែលជាជាតិពុលនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងដែលជាតិពុលហ្នឹងវាបានបញ្ចេញមកវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាការពិតសួរថាហេតុអីបានមានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនយើងទទួលជាតិពុលក្នុងខ្លួនជាច្រើនទាំងមិនដឹងទាំងដឹងហើយធម្មជាតិគឺត្រូវតែមានជាតិពុលដើម្បីជាតិពុលខ្លះវាកម្ចាត់នៅមេរោគជាតិពុលខ្លះវាជួយក្នុងការដំណើរការរបស់យើងដូចជាថាក្នុងក្រពះរបស់យើងវាមានអាស៊ីតហេតុអីបានមានអាស៊ីតមានអាស៊ីតដើម្បីវាជួយរំលាយអាហារពេលអាហារចូលទៅទឹកអាស៊ីតបាញ់មកធ្វើឲ្យអាហារនោះទន់ពុកផុយរលួយហើយក្រពះចាប់ដើមកិនទៅធ្វើឲ្យធូរដល់ក្រពះយ៉ាងណាមិញក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមានសារធាតុគីមីសារធាតុគីមីខ្លះសម្រាប់បំផ្លាញសារធាតុគីមីដែលអាក្រក់សារធាតុគីមីខ្លះសម្រាប់ជួយពង្រឹងដល់សរសៃប្រសាទរបស់យើងតែនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អអារម្មណ៍របស់យើងនេះវាបង្កើតទៅជាធម្មពលអាក្រក់ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលមានជាតិពុលទេសំបីក្រពះក៏មានជាតិពុលថ្លើមក៏មានជាតិពុលរាងកាយរបស់យើងទាំងឡាយមានជាតិពុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកម្មៅច្រើនថ្ងៃច្រើនដងពេកមុខយើងស្ងួតយើងកើតទុករាល់ថ្ងៃពេកគឺយើងកំពុងតែបង្កើតជាតិពុលក្នុងខ្លួនដែលជាតិពុលនោះវាស្រោចស្រពសារពាង្គកាយរបស់យើង
រួមទាំងខួរក្បាលរបស់យើងផងរួមទាំងសាច់ដុំរបស់យើងផងរួមទាំងបេះដូងរបស់យើងផងរួមទាំងសរីរាង្គកាយផ្សេងផ្សេងផងបេះដូងថ្លើមប្រមាថចឹងត្រូវមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយរំភើបរីករាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរំភើបរីករាយឲ្យបានច្រើនដោយការគិតវិជ្ជមានគិតវិជ្ជមានយើងមើលរឿងអាក្រក់តែយើងត្រូវគិតវិជ្ជមានគិតវិជ្ជមានមានតែគិតរកដំណោះស្រាយរក្សានៅការគិតរបស់យើងឲ្យដល់ចុងក្រោយគឺគិតរកដំណោះស្រាយគ្រប់រឿងដែលបញ្ចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងជារឿងអាក្រក់អត់បញ្ហាតែកុំឲ្យតែយើងយករឿងអាក្រក់នោះទម្លាក់ចូលក្នុងអនុសម្បញ្ញៈធនៈចិត្តយើងយករឿងអាក្រក់នោះដាក់ត្រឹមតែអនុសម្បញ្ញៈធនៈគិតបានហើយហើយគិតរួចហើយគិតរកវិធីសាស្ត្រដំណោះស្រាយវិធានការចំណាត់ការរកអាចចំណាត់ការល្អល្អនឹងដាក់ចូលចិត្តហើយចម្រាញ់អាមិនល្អមិនល្អនឹងចេញក្រៅវិញអ្វីដែលយើងដាក់នឹងចិត្តវាជាប់ហើយដូចយើងឆ្លាក់ក្នុងថ្មអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែគិតវាអត់ជាប់ទេវាដូចយើងឆ្លាក់លើខ្សាច់អញ្ចឹងគិតរួចហើយវាហើទៅអស់ហើយយើងត្រូវគិតរឿងមួយគិតទៅវាចេញចំណុចអាក្រក់ផងចំណុចល្អផងតែរឿងមួយហ្នឹងយើងចម្រាញ់យកអាចំណុចល្អដាក់ចូលក្នុងចិត្តចំណុចល្អដាក់ចូលក្នុងចិត្តដូចយើងរែងរុយយោមាសការគិតដូចរែងដីអញ្ចឹងរែងដីដើម្បីរកមាសរែងដីរកមាសហ្នឹងគឺរឿងណាដែលល្អដាក់ចូលក្នុងចិត្តមាសដាក់ចូលក្នុងចិត្តដីយកចេញក្រៅវិញជីវិតរបស់យើងជួបរឿងល្អនិងជួបរឿងអាក្រក់យកវាមករែងយករឿងល្អដាក់ក្នុងចិត្តដាក់ក្នុងអនុសម្បញ្ញៈធនៈចិត្តរឿងមិនល្អយកចេញក្រៅវិញអញ្ចឹងថែទាំខួរក្បាលរបស់យើងតាមរយៈច្រោះយករឿងល្អដាក់ក្នុងចិត្តបាទលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀន call 017 3037